Dạ hello bà con. Hôm chiều hôm nay mới nhất Trần Anh lại tiếp tục về một con Toyota Innova Venturer, dòng xe phiên bản cao cấp nhé. Form dáng hoàn toàn là khác biệt mấy dòng xe Innova nhé. Dòng này là dòng Innova Venturer, sản xuất năm 2018 anh chị nhé. Anh chị coi hai cụm đèn đẹp chưa? Đây là dòng xe Innova phiên bản cao cấp luôn anh chị ạ. Bản số 49E22744, dòng xe thương hiệu 7 chỗ máy xăng máy 2.0 nha. Đây là mặt trước ga lăng nè, mặt trước ga lăng rất là rộng, lấy gió toàn diện. Đó là nhà thiết kế thông minh người ta là sản xuất ra nha. Và kết hợp với một cụm đèn mắt liếc, đèn halogen cực kỳ là rộng. Đây là góc rộng của nó là bao phủ hết toàn bộ nha. Bo 45 độ luôn. Đây là cụm đèn gầm nè. Đèn gầm nhìn rất là sắc sảo. Nhà thiết kế người ta thiết kế một cái dòng xe Venturer này tung ra thị trường Việt Nam quá là đẳng cấp luôn. Form dáng cực kỳ khác Innova rất là nhiều anh chị nha. Khác xa một trời một vực luôn. Biểu tượng cản gió trước của Toyota nè. Đồng sơn form dáng con xe này phủ nguyên con sơn rim toàn diện. Báo luôn anh chị nha. Báo luôn. À không không. Đây cản trước có dầm một tí xíu. Cản trước rồi đây nè, có dầm một tí xíu nè. Còn đồng sơn trên đây nè, toàn bộ là sơn rin tôn nè, cực kỳ là mỏng dính luôn. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp. Giá thì chắc nó bằng con Fortuner. Nó bằng con Fortuner đời 2020-2021 gì đó. Đâu đó quanh đây. Phần option đây, chừng anh đang tính phần bề ngoài đồng sơn thân vỏ của em nó nhé. Rất là đẹp anh chị coi nè. Đây nè, bánh nè, bánh là vỏ là còn mới ken 80%, mâm đúc, mâm Engie nha, mâm đúc nha, Michelin Engie anh chị ạ. Con này mâm 16, 205/65R16, mâm 16 nguyên bản, trang bị là cụm thắng ABS chống bó cứng phanh, gầm bề phía trong nè, không có một xíu mục mọt. Dòng này thì anh chị đừng hỏi cho anh có làm máy hay chưa nha, hay là có đụng chạm gì máy nhá. Đời 2018 chưa đụng chạm một con tán luôn. Bảo dưỡng bảo hành định kỳ theo hãng, kết hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Đó, form dáng cực kỳ là dài luôn. Dài cực kỳ nhá. Về chiều dài có thể kích thước em nó nhích hơn con Innova một xíu. Về đồng sơn. Về mẫu mã đẹp hơn con Innova. Đó, so với một con Innova đời 2006 và một con Venturer, dòng xe phiên bản cao cấp đặc biệt của Innova, khác nhau chưa? Khác nhau một trời một vực luôn. Chỗ ngồi đặc biệt là chỗ ngồi, nhà thiết kế đã làm cho em nó cải tiến hơn rất là nhiều. Về bề ngang, bề rộng, bề cao, bề dài nữa nhé. Nhìn form dáng em là rất là đẹp luôn anh chị ạ. Lả lướt trong cuộc sống luôn. Một màu đen tràn đầy hy vọng, sinh lực trong cuộc sống nhé. Đẳng cấp thương hiệu luôn anh chị ạ. Đây ạ, bốn vỏ là tương đối là khá mới, 80% R16 Michelin. Đây là Michelin đàng hoàng anh chị nha. Thắng đĩa ABS. Đây là những cái đinh bấm là nguyên bản nè, gầm bề nè. Đó, gầm bề là mới ken xà beng không một vết trời luôn. Đời 2018. Tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu, đăng kiểm tháng 4 năm 2021. Đời 2018 mới 2 năm trôi qua thôi. 2 năm trôi qua thì từ phần máy móc gầm bề con tán nội thất phải nói là đẹp ken xà beng. Đây nè, body kit nè. Đây anh chị ạ. À, đó, nguyên rin của nó là body kit nhá. Body kit ốp ở dưới sarom. Trần Anh gọi là sarom nhá. Đó, Trần Anh vừa quay vừa hướng dẫn anh chị cách coi xe luôn. Anh chị, bốn cánh cửa rất là đều, không dấu tích là đâm vai cứng đục. Nước sơn còn in hẳn cái chất sơn rin theo nhà sản xuất nhá. Thấy bóng dáng ngày xưa ấy luôn nè anh chị ạ. À, em đang đứng và thấy quay thấy hình của em luôn. Đẹp ken xà beng chưa? Bên em đang cào số khung, số máy. Bốn vỏ nè, vỏ sau là tương đối là mới nè. Gầm bề ở trong nè. Đẹp chưa? Đẹp rất ngay mùa thu nhá. Mâm là mâm là nguyên bản theo xe rin nồi biểu tượng của Toyota. Và đồng thời kết hợp với dòng xe này là cụm đèn đây, khá là bắt mắt, cụm đèn sau. Đây anh chị ạ. À, mới tinh không một vết trời. Venturer anh chị nha. Venturer đây nè. Đó,
là cái chiếc dòng xe Innova phiên bản cao cấp phía sau nè. Đó, rin nguyên trang bị là cảm biến dê phía sau, bảng số 49A22744, kết hợp là có màn hình cam dê rồi, trang bị một mắt cam dê rất là xịn. Đây là hai cụm đèn nè, ken xà beng luôn. Cản nè, cản của con Venturer này người ta thiết kế rất là sắc sảo. Đây là có những cái hình sóng lượng của cản nè. Đó, lượng lên lượng xuống rất là đẹp, anh chị thấy không? Rin nòi ở trong là có một cái cụm đèn thắng nhá. Về chất xe thì khá là đẹp luôn. Màu đen anh chị nhá. Vỏ nè, khá mới, bốn vỏ đẹp như nhau. Mâm là mâm nguyên bản theo xe đã được sơn đen. Đó, đẹp chưa? Nhìn tạo cho em nó một cái cá tính rất là đặc biệt trong cuộc sống. Ghế trang bị là phần tắp bi. Đây là phần tắp bi ghế nè. Cải thiện hơn so với dòng Innova. Những đường nét của sóng gân trên tắp bi cửa nhìn rất là gọn. Kết hợp là nỉ nè. Nỉ non nguyên rin khóa trẻ em. Đây nè, anh chị coi nè, keo chỉ nè, không mất phân nào. Con này thì sơn rin phụ cả con rồi. Đừng hỏi chừng anh là xe này có sơn lại cả con hay cứng đụng hay là máy gì chưa nha. Ghế nội thất trang trí thật là đẹp luôn. Kết hợp học tì tay trên chiếc xe nè. Trần nè anh chị coi nè. Ở trần nè. Kết hợp là hai bên là đèn đóm nè. Đèn viền chạy xung quanh nè. Chỗ ngồi rất là thông thoáng nhé. Dòng xe này 7 chỗ, máy xăng. Dây đai an toàn là kéo từ trên xuống nè. Anh chị thấy chưa? Đây nè, kéo từ trên xuống, thắt vào đây nha. Đấy, đây là dây đai an toàn của em xe nè. Bên kia cũng vậy nhá. Đẹp hết toàn diện, tay nắm trên trần nè. Trần nỉ hết toàn bộ nha. Học để đồ nè, khá là tuyệt vời luôn. Con này sao mà nhiều thứ chức năng option trên con xe thế. Đây nè, con này có bàn ăn nữa nè. Phục vụ anh chị là cái gì đây? Một cái bàn ăn. Một cái bàn ăn trên con xe nhé. Em quay hơi tối chứ, chói nắng quá. Đây anh chị ạ. Đây, trên đây là kết hợp một cái bàn ăn nè. Khay học, để đồ, để nước. Đầy đủ trên con xe hết rồi. Lấy về là chạy. Đó, đây là bàn ăn nè anh chị. Phía sau nè anh chị có thể để nước, để đồ đầy đủ hết nhé. Học nè. Học để đồ nè. Tay gối nè. Nguyên nguyên. Keo chỉ trong nắp là không mất phân nào. Kèo cột nguyên bản cho xe. Trang bị là ba dàn lạnh, dàn lạnh trước, hai dàn lạnh sau. Cửa gió đầy đủ auto, chế độ on off điều chỉnh ở trên đây hết nhé. Trần là trần nỉ hết toàn bộ luôn rồi. Đó, chiếc xe là siêu đẹp luôn. Tem tán ốc 7 màu nguyên bản với nhà xuất luôn. Chiếc cửa đóng rất là liền, rất là khích luôn. Đây là anh chị. Phần tắp bi nè. Hầu như là phần nội thất của con Venturer rất là đẹp. Keo chỉ rin nòi, sơn rin phủ toàn diện hết. Từ phần để chân nè, bề để chân nè. Đó, ken vô quay tới đâu là bóng tới đó luôn. Vô lăng thì tích hợp khá là đặc biệt. Vô lăng dòng xe bản đủ. Kết hợp chế độ on off, Bluetooth, cuộc gọi đàm thoại, chế độ chỉnh nhạc đầy đủ trên chiếc xe rồi. Con này là số tự động nhé. Trải nghiệm ngay phần nội thất nè. Đấy, phần nội thất nè. Đồng hồ nè. Hiển thị một cái đồng hồ điện tử rất là thông minh trên cái chiếc xe nha. Đó, chị thấy đồng hồ không? Đồng hồ điện tử máy lạnh đang mở rồi nè. Vô lăng nè. Vô lăng biểu tượng của Toyota. Con này như trên đây nó có một cái gì nè. Cái mít gì nè. Trên đây là hỗ trợ là 1, 2, 3, 4. 4 cái túi khí. Kiểm tra vòng vòng nó còn cái túi khí nào không. Đâu đó quanh đây thôi. Con này chắc cũng tương đối là khá là nhiều túi khí. Rất là nhiều chức năng trên phần option của con xe này đây. Có âm thanh, âm nhạc, màn hình đầy đủ rồi. Phần tắp lô làm rất là thông minh. Rất là rộng, e băng nè anh chị thấy không? Đây nè. Phần tắp lô làm lượng sóng nè anh chị ạ. Đó là phong dáng của con Venturer đó anh chị. Cái này là cái mic hay cái gì nè. Em cũng chưa biết nè. Trang bị là hai trụ A, trụ B là hai túi khí. Côn số tự động
Đây này nhá, đây là côn số tự động của con Venturer này, chế độ BNNSD là chế độ thể thao. Con này có chế độ thể thao anh chị nhá. Aircon trên này có chế độ aircon, aircon tiết kiệm xăng, power job và điều chỉnh chế độ on off chống trơn trượt. Đây đầy đủ chức năng là màn hình nè, màn hình rất là xịn, điều hòa tự động, trang bị một cụm điều hòa này, chỉnh độ C nè, trên xe nè, đó, điên chưa, gió lớn gió nhỏ đầy đủ hết nhá, lấy về là chạy, toàn bộ là chỉnh điện hết toàn diện anh chị nhá, AC gió trong gió ngoài đây nè, đấy màn hình này, kết hợp một cái màn hình cảm biến rất là xịn theo xe nhá, màn hình riêng theo xe luôn, không có dấu hiệu là chạy trụ nhá, đồng hồ nè, 7.161 km, cái odo của nó báo tua máy, báo km, báo odo, xe này vẫn còn bảo hành như trong hãng thì phải. Trang bị là lóc khóa mở cửa tự động nguyên bản theo nhà sản xuất nhé, rin nồi, nồi thất đẹp lắm, trợ lực thì rất là ok, cảm giác trợ lực điện nhé, dòng này là dòng cao cấp cho nên trợ lực điện rất là nhẹ anh chị nhá, hai cửa gió thông minh nè, kèo cột không dưới là đâm va hay là cứng đục nhé, Bluetooth on charm. Đây nè anh chị chỉ bấm vô đây nè, anh chị muốn nghe âm thanh âm nhạc anh chị chỉ nói vậy nè, âm nhạc đây nè, nó hiện ra cái chữ no name âm nhạc rồi nè, um sùm ở đây nè, cái này chẳng anh cũng không rành mấy đâu về ba cái nhiều chức năng trên cái hoạt động trên cái con xe này. Nội thất tương đối là khá mới anh chị ạ, rất là tuyệt vời, học để đồ nè, chỉ qua một nút nhấn thôi, từ phần tắp bi tắp lô em quay hơi bị chói nắng, đẹp nha anh chị nha. Nói chung là tương đối là khá là bắt mắt trên chiếc xe luôn, đèn đóm nè, rin nồi anh chị thấy không, cụm đèn nè, ở trên nè, đẹp chưa, rin lắm, khay để đồ, khay để mắt kính, từ phần tắp bi tắp lô rin hết, hai dàn lạch đang hoạt động luôn, mạc tem nguyên bản ra xe, không có dấu tích là đâm va hoặc là cứng đụng trên chiếc xe nhé. Lót sàn nè, lót sàn biểu tượng của Innova, kết hợp trong đây là cái gì đây, B là chế độ cảm biến, bật chế độ cảm biến lên ve, chỉnh đèn sáng tối trên đây, mọi thứ còn đang hoạt động, tích hợp là gương tự cụp tự mở, đó, gương tự cụp tự mở hết toàn diện anh chị ạ, gương chỉnh điện luôn nhé. Dòng xe này dòng xe phiên bản cao cấp rồi, cho nên mọi thứ chức năng nó đều full hết, nói chung là full hết, một chiếc xe quá là đẳng cấp luôn. Venturer máy 2.0, dòng xe phiên bản của Innova. Đây là có chỉnh nè, máy lạnh sau là người ngồi sau có thể độc lập tự chỉnh được nhé, chỉnh đèn nè, anh chị coi đèn nè anh chị thấy không, chỉnh đèn sáng tối trên trần nè, chức năng nè, chỉnh đèn nè, tối nè, tắt nè, sáng nè, đó hai bên nè, đó, anh chị thấy không, đẹp không, rất là đẹp, hai dàn lạnh thiết kế rất là thông minh, rất là thông minh, phần option tương đối cho anh cảm thấy ngồi đây rất là thoải mái. Trước tiên là khay ăn uống đựng đồ đầy đủ trên con xe rồi, gặp lại rất là thông minh, chứ còn bóp một nút nhấn gì thôi nè, gặp lại toàn bộ nè, đó, nồi thất đẹp lắm, nồi thất đẹp, đồng sơn đẹp nhá. Khá là tương đối tốt. Cụm đèn phía sau Trần Anh vẫn thích cái phần option, nó làm một cái phong cách kiểu mới anh chị nha. Đây nè, đèn ve nè, đèn thắng, đèn hậu nè, đầy đủ trên chất xe rồi. Venturer, dòng xe phiên bản cao cấp của Innova nhé. Tắp bi cửa nè, đây là những cái vân gai trên phần tắp bi cửa nè anh chị nè, những cái vân gai nè, rin nguyên hết luôn. Máy lạnh đang mở. Trên xe tích hợp có gương chống chói đầy đủ nha, túi khí e băng đầy đủ trên con xe rồi, lấy về là chạy thôi. Con này đâu đó trang bị là 1, 2, 3, 4
Đây hai ghế nè. Đây hai phần thân ghế là 6 túi khí nha. 6 túi khí trên con xe. Kiểm tra vòng vòng chắc nó sẽ lòi ra thêm mấy túi nữa anh chị ạ. Con này chắc cũng nhiều túi khí, 6 7 8 8 túi khí. Trần Anh đã tìm được trên con xe này 8 túi khí rồi nha anh chị nha. 8 túi khí, hai trụ sau, hai túi khí nữa. Đây nè anh chị, túi khí đây nè. Tổng cộng là 8 túi khí, phần học gối chưa kiểm tra. Đâu đó chị mới biết cho em nó là 8 cái túi khí thôi anh chị ạ. E băng nè. Đó anh chị thấy túi khí không? Túi khí e băng đây nè. 8 túi khí. Con này 8 túi khí anh chị ạ. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp. Giá hợp lý. Anh chị mua dòng này anh chị tới tận nơi salon trải nghiệm mẫu xe bên Trần Anh ô tô bán ra nhé. Mở nó có vô anh Toàn ơi. Đó, chất xe luôn luôn là vẻ đẹp của bên salon ô tô Việt Nam chi nhánh 2 bên em. Máy móc cực kỳ là mới. Đây nè anh chị, tem tán 7 màu nè. Cụm máy thiết kế rất là hay. Khác Innova. Khác Innova ở nắp chụp. Cảm biến gió. Tem tán ốc 7 màu hết. Con này vẫn sử dụng là quạt ly tâm nha. Vẫn sử dụng một cái quạt truyền thống là quạt ly tâm. Quạt ly tâm theo xe. 4 máy 2.0 vết full cùng thắng ABS, phấn son 7 màu trên ABS nè. Anh chị coi từ cộng di mát nè, anh chị coi phấn son là riêng nguyên. Dòng này thì đừng hỏi Trần Anh là có tông vai cấn đụng gì không nhé. Xe máy chưa rửa, chưa có rửa mà đẹp cỡ này. Máy nổ thì thầm mùi xuân luôn, từ những con tán không có dấu gì là khui ra chỉnh lại nhá. Đó, riêng nguyên hết. Bình dầu nè, bình dầu tem tán 7 màu nè. Phản ươm dằn hai bên, dằn hai bên dằn của thân máy nè. Không có dấu hiệu đâm va cứng đục những chiếc xe đâu. Lấy về là chạy thôi. Đó chị hết rin chưa? Rin hết nhá. Máy đang hoạt động nè. Nắp capo. Rin nguyên hết. Để Trần Anh vô, Trần Anh mở đèn cho anh chị xem nhá. Dòng này 2.0 thì nó tương đương mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm cỡ 9 lít thôi. 9 lít thôi anh chị ạ. Được cái Trần Anh vẫn thích cái phần option của nó, từ ốp giả gỗ nè, từ học gió nè, phần nội thất khá là sang trọng với một cái chiếc xe cao cấp Venturer của Innova hãng Toyota nhé. Khá là sang trọng, khá là bắt mắt luôn. Đẹp. Con này thì máy chạy chắc rất là đậm. Đậm lắm. Đèn là đèn truyền thống hết nha anh chị nha. Đó, đèn là đèn truyền thống hết rồi. Một bên có bên không. Đó, anh chị đam mê về dòng xe này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Và anh chị nhớ đăng ký kênh để Trần Anh có thể cập nhật về thật là nhiều xe để đến với tay người sử dụng nhé. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, dòng xe phiên bản cao cấp của Innova anh chị nhé. Rất là VIP. Nó trải nghiệm luôn cùng đồng sơn cùng với Trần Anh ô tô nè. Một màu đen huyền bí nhá. Mạnh mẽ đầy kịch tính trong cuộc sống luôn. Đẹp keng xào en. Nội thất khá là sang trọng anh chị nha. Anh chị thấy phần nội thất tắp lô tắp bi vô. Khá là sang trọng. Dòng này thì không có ai chạy dịch vụ đâu anh chị nha. Đây còn có thêm một cái khóa nè. Cái khóa túi khí nè. Bây giờ Trần Anh bây giờ mới phát hiện ra nè. Mở cái này lên nó có một cái chìa khóa là khóa túi khí e-băng nè. Khóa ghế nè. Đó chị thấy chưa.
nhé, cái chìa khóa đây là khóa túi khí nhá, túi khí 1, túi khí 2 nè, ở bàn ghế nè, có thông số chỉ dẫn hết nhá. Trên từng ký hiệu con xe là từng ký hiệu của nhà sản xuất, người ta đã ám chỉ ở đâu đó trong con xe nó có chức năng của nó, mà những chức năng này thì những chức năng đang hoặc còn hoạt động từ A đến Z anh chị nha. Chỉ cần nhét chìa khóa vô đây và cạch một cái thế là xong, tuyệt vời chưa? Đó, phần táp lô táp bi nhìn rất là sang trọng, số tự động 2.0 9 lít, dòng xe mới thì không hao xăng đâu anh chị nhá. Dòng xe mới không hề hao xăng. Còn thất ở trên nè, chỉnh đèn trần nè, hai cụm đèn led nguyên bản đầu xe, cực kỳ là sang trọng luôn. Sàn là sàn da anh chị nhá. Đây là cốp sau nè. Trải nghiệm phần cốp sau. Mở cốp rất là thông minh, hỗ trợ y chang dòng Innova là hai tia nhúng thi lực hết toàn diện anh chị nha. Những cái đinh bấm không dấu hiệu là đâm va, không dấu hiệu là cứng đục như chiếc xe nhé. Ghế trong ghế nỉ nó mạc tem nguyên bản tàu xe nè. Rin nồi, đây là có một cái học để đồ mở đây nè, vỏ đồi Siku nằm trong đây, khá là tương đối đẹp luôn, lấy về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa. Tới tận salon ô tô miền Nam xem thực tế mẫu xe bên Trường Anh bán ra nhé, xem coi nó có đẹp hay không. Cực đẹp, cực xinh, dáng mignon, từng nhịp theo bước chân nha. Innova tung tăng hát ca trên con đường về rất là tuyệt vời. Với chiếc xe này anh chị có thể chở gia đình, chở con cái, chở họ hàng, người thân, người yêu đi du lịch, đi chơi trên chiếc xe này thì còn gì là bằng nữa. Nhanh tay alo và đăng ký kênh, bấm vào nút chuông thông báo để Trần Anh có thể cập nhật về từng ngày từng giờ, phục vụ cho toàn thể tất cả bà con những mẫu xe lướt bên Trần Anh ô tô nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.